Dạ, Lò Rèn Tấm Cường xin gửi lời chào đến ông bà, cô bác, anh chị em. Hôm nay mình làm dao nữa cô chú anh chị. Thì bữa hổm làm dao cho chị Mỹ Nhung hai cây dao cán sắt, một cây 700k, một cây 450k. Thì chị lấy trước hai cây, bây giờ còn hai cây, một dao thái thịt, sắt thịt, một dao chặt xương là để xài trong gia đình. Bây giờ hôm nay con tiến hành, con sẽ làm con dao thái thịt trước cô chú anh chị mình ha. Dạ, làm cho chị Mỹ Nhung, chợ đầu mối, chợ Bình Điền á cô chú anh chị. Một dao thái thịt, sắt thịt. Rồi, thì hôm nay em cũng gửi lời đến chị Mỹ Nhung, em cảm ơn chị nhiều. Em chúc cho chị mua mai bán đất nha chị. Dạ, thì bây giờ mình có một nguyên phôi thép cô chú anh chị. Nó phôi thép con mới cắt ra rồi. Này làm theo cái kiểu dao. Này là dao, dao này tại chỉ chọn cái kiểu. Con cắt ra đây, bây giờ mình lấy, mình cắt thêm một đoạn đây nữa, mình cắt bỏ cái sống đây ha. Dao này con sẽ tiến hành con đập bằng tay luôn cô chú anh chị ha. Khúc đầu mình mất bằng máy, sau này khúc này toàn bộ bằng tay hết toàn bộ. Dạ. Rồi, thôi giờ con tiến hành con cắt cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi, vậy bây giờ mình tiến hành mình đập cái lưỡi của chú vậy ha. Cái cổ này con lát mình vô mình sửa một cái nữa. Nó có cái giọng, có dốc rồi đó. Mệt, lâu lâu đập tay mệt quá cô chú anh chị ơi.
Thương gửi đây đêm nay trên đồn vắng, thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Chú cho anh chị thấy mình đập búa này chứ, cái búa này 2,5 kg của chú anh chị ha, búa này 2,5 kg. Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi trái đất vẫn chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Đó, nó thành hình này của chú anh chị ha. Vô mình đảo nữa, đảo nhiều lửa nữa thì đóng dấu luôn. Là chín nhắn anh bàn với sông hồ, yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ, mà yêu không bên bờ niềm tình là một ngày mai non nước chung một ngầu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường cắm chân vàng, mà sao không thấy nàng tìm em, giờ tìm ở đâu sao không gắn đời chờ nhau. Tôi hỏi người quen nàng này là nữ cũ thương trên chiến trường. Rồi bây giờ ok, để cho nó nguội rồi làm ngủ của chú chị ha, sửa sơ này tí nữa hay cay. Rồi, đang tiến hành con làm nguội luôn. Rồi thì bây giờ con đã lấy sơ qua đá tay của chú anh chị ha. Bây giờ mình qua motor mình lấy đá lại con gái nữa ha. Rồi, thôi con tiến hành con làm mấy cái này của chú anh chị mình thấy hoài, bây giờ không có ấy nữa. Ha. Làm cho lẹ đi con, lại quý clip này con tự quay một mình mà con nói chung đuối lắm. Thấy vậy cho con dao tại sao lâu con vừa quay rồi phải nói chung là phải lựa lời nói chuyện với cô chú anh chị mình rồi quay rồi phải chỉ từ khuyết điểm này kia nọ, bởi con làm một con dao vậy bởi nói 3-4 tiếng đồng hồ 4-5 tiếng đồng hồ cô chú anh chị ha, quay cho cô chú anh chị mình xem chơi biết đâu ngày nào đó biết con còn được nghe con nói chuyện không. Dạ nhiều khi không phải con chết nghe con không còn sống, nhưng mà nhiều khi con không còn làm nữa sao. Dạ
Đó, thôi con cũng cảm ơn cô chú anh chị mình cũng ủng hộ con ha. Dạ. Lúc thì thôi giờ tiến hành con làm đi, nói hoài cũng vậy, cũng tối rồi. Rồi thì bây giờ mình đánh bóng rồi xong rồi, bây giờ tiến hành vô con gam lửa rồi con tru già luôn. Dạ. Anh chị ơi, thì bây giờ mình đã mài xong cái dao này rồi cô chú anh chị ha. Trui xong rồi, mài. Đó. Thì cái dao này nó không có vô cán đâu chú anh chị ha. Tại vì cái dao này người ta đặt thì đặt sao con làm vậy. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình đặt thì đặt cán con làm cán, mà đặt dao lưỡi không con vẫn làm lưỡi cô chú anh chị ha. Rồi đưa quy cách ra. Quy cách ở đây là con quy cách thoải mái, chú anh chị mình muốn đặt cái lưỡi bao nhiêu cũng được. Ừ, bảng 8 phân, bảng 8 phân, 9 phân, à, chiều dài 2 tấc, 2 tấc rưỡi gì đó thì cứ đặt vô tư. Mình đặt con đây con làm theo yêu cầu của khách. Dạ, rồi quy cách cái cán dài bao nhiêu đấy con cũng vẫn làm được. Ví dụ tấc 2, tấc 1, tấc rưỡi, tấc 8 gì đó thì tùy của chú anh chị mình ha. Đó, bây giờ đặt lưỡi không thì con vẫn làm lưỡi rồi, cái lưỡi xong rồi đây. Đó, cái lưỡi con đã làm xong. Đó, anh chị ha. Rồi thì bây giờ thôi vậy thì cũng đêm cũng đã khuya rồi, thôi con cũng xin chào cô chú anh chị mình đi, ông bà cô bác mình đi, rồi ngày mai con lên cái clip tiếp theo cô chú anh chị mình ha. Dạ, tại vì ngày mai không biết có làm cho chị cái dao kia nữa không, thì giặt chặt xương nữa không thì không biết, nhưng mà ngày mai con sẽ lên clip tiếp tục. Dạ. Thôi vậy con cũng chào cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ. Cái dao này thì cái dao động nó khoảng 2 tấc 2. À, 2 tấc 2, hơn 2 tấc 2. À, bề bản của nó được 6 phân, hơn 6 phân. Dạ. Thì đặt cô chú anh chị mình muốn đặt thì đặt lưỡi không con làm lưỡi, rồi đặt cán ở đâu cô chú anh chị mình thích. Nhiều khi những anh những chị ví dụ như ở miền Bắc thì làm cái cán cái kiểu miền Bắc người ta thông dụng đó. Nhiều khi đây con không có làm á cô chú anh chị, thì ta đặt cái lưỡi về ngoài ta mua cái cán ta gắn vô cho cô chú anh chị ha. Đó. Rồi cũng như cô chú anh chị mình ai á, người nào mà thích ví dụ như dao thép lò xo thì con có chỉ cho cô bác mình á, là ra mình đặt cái là cái kênh bên cái lò của bên Lạng Sơn á cô chú anh chị, là cái lò đó là khám phá mỗi ngày, là cô chú anh chị mình ra đó đặt là trúng ổ luôn. Đó là chuyên về lò xo tàu quả ha. Tại vì ngoài đó đó là lò xo cũng như là xo tại nhà, rồi than tại nhà, gỗ là tại nhà, đó là những loại gỗ đó, ngoài là có gỗ quý hiếm của chú anh chị ha. Là cô chú anh chị mình muốn đặt cái loại nào ở ngoài đó là có lò xo. Đó, có mấy bác, có mấy chú con đó cũng làm ở ngoài đó. À, cô chú anh chị mình vô cái kênh khám phá mỗi ngày đó, thì bên đó là chuyên về lò xo tàu quả cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi dao mèo rồi đó thì cô chú anh chị mình biết rồi đó, mấy cái kênh ngoài đó con cũng nhiều kênh lắm mà giờ nói không xiết. Dạ. Thôi thì bây giờ riêng con thì con làm đó đã xong rồi ha. Dạ. Rồi con xin xuống clip đây cô chú anh chị. Dạ.